là nằm trong cơ quan tiết niệu của mình, sẽ gồm có 4 cơ quan từ trên xuống dưới, bao gồm thận nè, niệu quản nè, bàng quang và niệu đạo. Rồi bạn nghe rõ chưa? 4 cái nghe rõ chưa? Thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. Mọi người có thể mở mic, mọi người tương tác với mình không sao hết. Rồi. Dạ nghe rõ cô. Bây giờ cấu tạo đại thể của thận nha. Rồi, cấu tạo đại thể của thận. Nó sẽ chia ra làm hai phần. Cái phần màu hồng ở ngoài này nè. Nha, phần màu hồng ở ngoài được gọi là nhu mô thận. Cái phần mà vàng nhạt ở trong được gọi là xoang thận. Rồi. Nhu mô sẽ chia ra hai phần. Phần tủy và phần vỏ. Được chưa? Phía ngoài này là nhu mô thận nha. Rồi. Thì bây giờ tủy thận là những cái hình nón lá này. Đây, những cái hình tam giác này đây. Gọi là tủy thận. Mọi người ghi vô ha. Mình đang dừng ở một cái tủy thận á. Con chuột nó đang đứng ở một cái tủy thận nha. Thì những cái hình nón lá xung quanh cũng gọi là tủy thận. Rồi nếu mà mình chỉ vô đây, gọi là đỉnh của những cái hình nón lá, tức là đỉnh của ai xin lỗi. Cái này nha, phần tủy thận này nó sẽ chia ra làm hai phần. Cái chỗ này ngay bên trong này nè, gọi là tháp thận. Mọi người ghi tháp thận vô. Ghi tháp thận. Rồi, ở cái đỉnh này được gọi là nhú thận. Mọi người ghi nhú thận vô. Được chưa? Tháp thận là chỉ ngay chính giữa này. Còn nhú thận là chỉ ngay cái đỉnh của những cái hình tam giác này. Đúng rồi, nhú thận. Alo, kịp không ạ? Tháp thận và nhú thận, kịp không? Kịp rồi, ok. Cảm ơn ạ. Giữa hai cái hình nón lá này, các anh chị thấy nó có một cái chỗ màu vàng nhạt này, có lỗ nhỏ nhỏ này nè, chỗ này được gọi là cột thận. Mọi người ghi vô, cột thận. Rồi, chỗ vàng nhạt phía ngoài này được gọi là tiểu thùy vỏ. Ghi tiểu thùy vỏ vô. Rồi. Tới son thận nha. Những cái hình nhỏ nhỏ này nè, mình đang chỉ nè, con chuột nó đang nằm ở cái chỗ đó đó. Gọi là đài thận bé. Mọi người ghi đài thận bé vô. Này cũng đài thận bé ha. Này cũng đài thận bé ha. Cho mình hỏi cái cục tròn tròn này là cái gì? Đang dừng con chuột ở cục tròn tròn, cho hỏi cục đó là cái gì? Đài thận bé. Ok, đài thận bé vẫn là đài thận bé nha. Mỗi thận có khoảng 7 đến 14 cái đài thận bé. Rồi, các đài thận bé này nó sẽ đổ chung vào cái này. Đó là đài thận lớn. Mọi người ghi đài thận lớn nha. Và đổ chung vào một cái chỗ chung nữa ngay chỗ này. Gọi là bể thận. Cộng ra ngoài này nè là niệu quản nha. Tuy nhiên niệu quản của mình nó được chia ra hai đoạn ha, niệu quản đoạn bụng và niệu quản đoạn chậu. Lấy cái đường cung xương chậu để làm cái móc chia đôi. Thì
thì cái chỗ mà mình đang dừng lại cái mũi tên đó, số 10 đó đó, các chị ghi là niệu quản đoạn bụng giùm mình ha, niệu quản đoạn bụng. Rồi ok kịp chưa ạ? Mình đọc lại tất cả các chi tiết mà mọi người phải biết trên cái mô hình này. Tháp thận, nhún thận, cột thận, tiểu thì giỏ, đài thận bé, đài thận lớn, bể thận, niệu quản đồng bụng. 8 cái. Ok không ạ? À, mọi người ơi, 8 cái. Rà lại coi đủ chưa? Dạ đủ. Dạ đủ cô. Rồi ok. Tiếp tục qua tới mạch máu nha. Các anh chị nhìn đây nha. Động và tĩnh mạch đi chung á, tên của nó giống hệt vô nhau. Tức là bây giờ ở đây mình thấy cái màu đỏ là động mạch mà cái màu xanh là tĩnh mạch. Thì bây giờ hai cái tên giống hệt nhau. Động mạch tên gì là tĩnh mạch tên ấy. Tuy nhiên chỗ này cần hết sức cẩn thận, tại vì mình phải quan sát cái đầu mũi tên nó chỉ vô là động hay tĩnh ha. Nó ghi cái ví dụ nó chỉ vô tĩnh mạch mình trả lời động mạch là không được ha, cho nên là mình phải chú ý cái đầu mũi tên đang hỏi động hay tĩnh nha. Thì cái này là động mạch và tĩnh mạch thận, mọi người ghi vô động mạch và tĩnh mạch thận.